chào quý khán giả và bà con cử tri đang xem chương trình Đại biểu dân cử với cử tri. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Ghi nhận chuyến kiểm tra công tác bầu cử tại Hậu Giang của đoàn công tác Quốc hội. Phóng sự thành tựu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Thưa quý khán giả, đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Hậu Giang. Trong chuyến công tác này, đoàn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Hậu Giang. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Đến thời điểm này, tỉnh đã thành lập được 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Việc lập danh sách những người ứng cử đều được thực hiện đúng quy trình, luật định và đảm bảo chất lượng, cơ cấu, thành phần. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng. Công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử được triển khai sâu rộng, nhất là đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa. Toàn tỉnh có 17 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong đó có 5 đơn nặc danh và 12 đơn đủ điều kiện xem xét. Đến nay, các khiếu nại tố cáo đã giải quyết xong, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo sự tin tưởng trong quần chúng nhân dân. Nhiệm vụ bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp là nhiệm vụ trọng tâm bậc nhất. Và giai đoạn này là giai đoạn nước rút đang tập trung đi vào chiều sâu. Có nghĩa là thậm chí chỉ đạo đến các ấp và khu vực dùng các phương tiện và dùng các cái hệ thống đoàn thể chính trị xã hội của mình để làm sao bảo đảm 100% hộ gia đình trên địa bàn Hậu Giang phải được tiếp thu. Ngày bầu cử là ngày 22, bầu cử số lượng ứng cử viên ở cái đơn vị bầu cử này là bao nhiêu và bầu lấy bao nhiêu. Sau khi nghe báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử của Hậu Giang, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời của lãnh đạo tỉnh. Nhất là công tác tuyên truyền có sự đa dạng, đặc biệt là phát động được cuộc thi ca khúc tuyên truyền cho ngày bầu cử, tạo khí thế cho ngày hội lớn của non sông. Việc thành lập các cái tổ chức bầu cử ở địa phương thì coi như chúng ta thấy là rõ ràng đầy đủ rồi. Từ tỉnh, huyện cho tới xã, phường, thị trấn và tới 877 cái tổ bầu cử. Mặc dù chúng ta đã niêm yết rồi, chúng ta tiếp tục phải rà soát để điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Và tôi đề nghị cho tới cái ngày bầu cử mà nếu có cử tri của chúng ta mà chúng ta biết là dân của chúng ta rồi đó, là có nhà, có cửa, có hộ khẩu ở đây rồi. Nhưng một cái điều kiện là về trong ngày đó thì chắc luật cũng không có cấm là tạo điều kiện để cho cử tri này thực hiện cái quyền công dân. Ngoài đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác cũng rất ấn tượng với cách vẽ bản đồ bầu cử ở Hậu Giang. Theo đó, dựa trên địa giới hành chính, 877 tổ bầu cử sẽ được thể hiện một cách rõ ràng theo vị trí địa lý của từng tổ bầu cử. Bản đồ bầu cử không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Bầu cử tỉnh, mà còn tạo điều kiện thuận lợi bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử 22 tháng 5. Đặc biệt, tại 877 tổ bầu cử tại các xã, phường, thị trấn đều do các đảng viên làm tổ trưởng, nên sẽ đảm bảo công tác bầu cử được giám sát chặt chẽ và diễn ra theo đúng quy định. Tôi rất là ấn tượng với cái bản đồ vị trí các tổ bầu cử của tỉnh Hậu Giang. Phải có tọa độ, phải có vị trí, rồi phải có nó chấm điểm chỗ nào. Và trên cơ sở đó mới xác định chỗ nào là điểm có cái đặc thù riêng, cần phải quan tâm tuyên truyền, cần phải quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, chỗ nào cần phải tăng cường bảo vệ an toàn. Tôi thấy đây một kinh nghiệm rất là hay, rất là hay. Cái con chi đã có cái ban hành, như thường chi chủ tịch nói nên có cả cái bản đồ, chứ đúng là đi các tỉnh thì chưa tỉnh nào có thôi. Chứ các ông chỉ có thể hiện tất cả các cái 877 những cái điểm mà bầu cử bỏ phiếu đấy, thì cái đấy báo cáo chỉ từ đó các ông chỉ mới gắn vào đấy là gì, tôi xem đây các ông chỉ báo cáo là gắn vào đây là 600 trang bị 600 cái loa phóng thanh mới để mà trang bị cho tất cả các điểm này,
Như vậy cái thông tin kết nối từ trên này mà xuống đến các cái điểm này thì cái này điều mà rất là tốt, nó thông suốt, để cho đánh giá rất cao công chí. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị tỉnh Hậu Giang đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giới thiệu tiểu sử của ứng cử viên, đảm bảo công bằng giữa các ứng cử viên. Đặc biệt, cần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ứng cử viên ở cấp trung ương tiếp xúc với cử tri để vận động bầu cử một cách công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ. Thưa quý khán giả và bà con cử tri, Hội đồng Nhân dân có hai chức năng, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương. Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhân dân giao. Phóng sự sau phản ánh những thành tựu cơ bản của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành 144 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội và pháp chế. Các nghị quyết ban hành đều sát hợp với thực tế. Đơn cử là nghị quyết về việc hỗ trợ lãi suất thực hiện đề án cơ giới hóa trong sản xuất lúa giai đoạn 2012-2015. Thực hiện nghị quyết này, nông dân được hỗ trợ 70% lãi suất vay vốn mua máy gặt đập liên hợp, máy bơm nước, làm đất, xây dựng lò sấy lúa. Được cái đề án hỗ trợ 70% vốn của người nông dân chúng tôi thì là làm máy thì nó rất tiện lợi, cũng như là bây giờ nó 70% mình chỉ còn có 30% vốn thôi, mình là làm 2 năm không lãi thì tôi tính ra cái lợi nhuận thì cũng thu hoạch được. Thực hiện chức năng giám sát, Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Hội đồng Nhân dân các địa phương thực hiện 309 cuộc giám sát căn cứ theo nghị quyết, chương trình giám sát của thường trực các ban. Hoạt động giám sát đã giảm bớt được tình trạng chồng chéo, trùng lắp về thời gian, đối tượng và nội dung giám sát. Trước và sau mỗi kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân 3 cấp đều tiếp xúc cử tri để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng mà cử tri đã đề đạt và thông báo kết quả giải quyết những kiến nghị. 5 năm qua, có trên 600 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 43.000 lượt cử tri tham gia đóng góp khoảng 7.000 lượt ý kiến. Trong đó, tỷ lệ ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết hơn 80%. Đặc biệt, tiết mục đại biểu dân cử với cử tri do Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang thực hiện đã kịp thời phản ánh những bức xúc của bà con cử tri đến lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành. Từ đó, những bức xúc được giải quyết nhanh chóng, hợp lòng dân. Trong nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng Nhân dân khóa 8, Phòng Thông tin Dân nguyện được thành lập tiếp công dân. Phòng đã nhận được 58 đơn khiếu nại tố cáo. Bộ phận giúp việc đã giải thích, hướng dẫn trực tiếp 26 đơn, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 28 đơn thư. Tuy mới được thành lập và hoạt động, nhưng hàng tháng đã tiếp nhận và giải quyết gần 20 lượt công dân đến liên hệ khiếu nại tố cáo. Trong thời gian qua, Hội đồng Nhân dân các cấp đã có sự đầu tư cho hoạt động chất vấn trong mỗi kỳ họp. Các đại biểu tích cực làm sáng tỏ vấn đề chất vấn, được cử tri hài lòng rất cao. Sau khi đường tỉnh 928 khánh thành vào đầu năm 2012, người dân hai ấp Phú Khởi và Phú Xuân của xã Thạnh Quà, huyện Phụng Hiệp rất bức xúc về tình trạng điện lưới bị quằn trũng, gây nguy hiểm cho người đi đường. 35 hộ dân ở ấp Phú Xuân phải sử dụng điện câu đuôi với giá đắt đỏ lại không an toàn. Vấn đề này được đại biểu phản ánh và chất vấn ngành điện lực tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa 8. Ngay sau đó, ngành điện khẩn trương khắc phục khiến người dân ở đây rất hài lòng. Trước đây thì cái đường lộ 928 này là làm xong nhưng đường điện nó là đà thấp cho cử tri nó là phản ánh. Thì hồi vừa qua là lưới điện nó cũng khắc phục, sửa nâng cao đường điện lại thì thấy chân nó đi không có vướng dấp nữa. Thì dân thấy sửa đổi như vậy thì dân cũng thỏa mãn rồi đó. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8 đã tổ chức thành công hai hội nghị nghe Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành trả lời ý kiến của cử tri giữa hai kỳ họp. Đây là hoạt động mới ở nhiệm kỳ 2011-2016, được cử tri trong tỉnh quan tâm và Hội đồng Nhân dân các tỉnh đánh giá cao. Hội đồng Nhân dân là
của địa phương và huyện và tỉnh và ở thị trấn, thì tôi cho rằng cũng có nhiều lần tiếp xúc với cử tri và cũng giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội, về đất đai, về quy hoạch chợ, rồi về tất cả ở bệnh viện. Ở người đại biểu dân cử phải trung thực, bản lĩnh, không ngại va chạm, am hiểu sâu các cái lĩnh vực chuyên môn, nói chung là hoạt động ngày một theo cái hướng chuyên nghiệp quá, và chúng ta đưa ra một vấn đề về quyền lợi của cử tri thì chúng ta phải đeo bám nó đến cùng. Tránh là chúng ta hứa suông, chúng ta nói nhiều, làm ít, chúng ta sợ va chạm. Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng Nhân dân các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới về nội dung lẫn hình thức hoạt động. Những thành quả đáng trân trọng này là cơ sở để cử tri tin tưởng vào một giai đoạn mới của Hội đồng Nhân dân tỉnh với chất lượng và hiệu quả cao hơn, xứng đáng với lòng tin của nhân dân. Quý khán giả và bà con cử tri thân mến, những thông tin về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong chương trình sau. Chương trình đại biểu dân cử với cử tri kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả và bà con cử tri đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.